Về tình hình phục hồi công nghiệp của nước ta trong 7 tháng đầu năm thì có rất là nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, và đối với chỉ số, các chỉ số quan trọng như chỉ số PMI, ngành sản xuất là tăng mạnh lên, và giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp cũng tăng rất là cao. Các chỉ số thì tôi nói là tôi đã thống nhất, và chỉ số về công nghiệp cơ bản tăng trưởng trên diện rộng. Hiện nay thì như 6 tháng thì có 56 trên 63 địa phương có cái chỉ số tăng cao, nhưng đến tháng 7 thì đến 60 trên 63 địa phương, thì hiện nay thì coi như vậy thì chỉ còn có 3 địa phương giảm. Và trong đó thì có một số các cái địa phương cái chỉ số tăng trưởng này rất là cao, như là Khánh Hòa, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, vân vân. Và đối với chỉ số tiêu thụ ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì cũng tăng rất là cao và đã giúp kéo giảm cái chỉ số tồn kho so với cùng kỳ của năm trước. Và cái nội dung tiếp theo nữa là một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như là một số cái ngành thép, ngành thanh thép gốc và vải dệt từ sợi tự nhiên, thép cán tăng, và phân hỗn hợp NPK cũng tăng, và điện sản xuất cũng đã tăng. Thì các cái chỉ số này thì cũng đều tăng. Bây giờ chúng tôi tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích thêm về một số cái kết quả tăng trưởng đã phản ánh rất là tích cực về cái bức tranh của nền kinh tế chúng ta. Từ những cái chỉ số đó chúng ta có thể thấy được rằng là đối với sản xuất công nghiệp hiện nay thì chúng ta đang phục hồi rất là mạnh mẽ so với năm 2023 và đang có những cái đà tiếp tục tăng trưởng rất là tích cực. Nội dung thứ hai là đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã trở lại đóng vai trò dẫn dắt của nền kinh tế.